Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang, giàu sang và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri tiết lộ chính xác 100% đúng cuối năm 2023 âm lịch, Canh Tý sinh năm 1960, được thần tài ban cho lộc lớn, làm một hưởng 10, trúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang, tha hồ tiền tiêu Tết phủ về. Kính thưa quý cô bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian. Có những người phước dày mạng lớn mới có đủ mạnh mẽ đi qua mọi sóng gió khó khăn, chèo lái con tàu sinh mệnh đi đúng hướng và gặt hái được nhiều thành công, như theo tử vi số mệnh luận giải rằng, tùy từng thời điểm khác nhau mà mỗi con giáp sẽ nhận được phúc họa khác nhau. Tại thời điểm này bạn bị hung tinh chiếu rọi, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng thời điểm khác lại phú quý lâm môn, tiền nhiều chất đống, thu hái của cải của thiên hạ về nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cô bác Canh Tý biết không, có một khái niệm nói rằng phiên bản hoàn mỹ nhất nhất của chính Canh Tý, không phải là phiên bản nơi Canh Tý chỉ nghĩ Canh Tý có thể làm mọi thứ mà không thật sự làm gì cả. Phiên bản hoàn mỹ nhất của mỗi Canh Tý xuất hiện ở thời điểm bản thân họ luôn cầu tiến và cầu thị, học hỏi và vươn lên, phiên bản đấy không bao giờ mất sự tập trung, không bao giờ quên sự cố gắng, biết cách từ chối những cám dỗ bên ngoài, không uống cái gì, không chơi cái gì, không lậm vào cái gì, để giữ cho bản thân sự tĩnh lặng, tỉnh táo, mà tập trung vào đường mệnh của chính mình. Dù sao đi chăng nữa, vẻ đẹp của mỗi Canh Tý sẽ luôn thật sự rực rỡ. Ở thời điểm họ chuyển mệnh, chuyển vận, chiếm bản ngã, nỗ lực và bền bỉ để theo đuổi những điều rực rỡ của đời người. Và trong những ngày tháng còn lại của năm Quý Mão 2023, thầy tử vi bất ngờ khi gọi tên con giáp tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, là con giáp may mắn, được trời Phật thương tình mà ban cho rất nhiều những cơ may đổi vận, quý nhân chỉ lối dẫn đường, mà kiếm được nhiều lộc lá của cải trong cái giai đoạn cuối năm này đây. Sẽ là một khoảng thời gian rất hanh thông và thuận lợi trên tất cả mọi phương diện cuộc sống của bản mệnh. Thế nhưng có nắm bắt được vận trình để cải biến vận mệnh được hay không, lại là do chính bản thân của quý vị tuổi Canh Tý. Vậy vận trình trong giai đoạn cuối năm 2023 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào, cơ may mà bản mệnh đón nhận được là gì, thì ngay sau đây hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm lời giải đáp quý vị nhé. Đúng cuối năm 2023 âm lịch, Canh Tý sinh năm 1960, bất ngờ nổ lộc, chúng lớn tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang, tha hồ tiền tiêu Tết. Thưa quý anh chị tuổi Canh Tý 1960 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi nhưng quý anh chị đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé. Người tuổi Tý còn có một biệt danh nữa gọi là Hoa Tử, sở dĩ có biệt danh này là vì họ rất lười biếng. Loại người này rất thích chiếm hữu những vật dụng trong nhà để sử dụng riêng, khiến cho mọi việc hay rối tung cả lên. Lòng nhân từ của người tuổi Tý có hạn độ, chúng ta nên tin tưởng những người tuổi Tý tài năng. Như vậy bản tính của người tuổi Tý giúp họ luôn biết giữ bí mật cá nhân, nhưng lại là những chuyên gia có biệt tài khám phá bí mật của người khác. Cố chấp là bản tính của họ, nên ta dễ dàng phát hiện những người tuổi này rất dễ nổi cáu. Khi họ vô lễ hoặc lỗ mãn, ta cảm thấy họ tâm phiền ý loạn. Người tuổi Tý cũng là người chuyên cần chịu khó, ham lao động, khi họ bực tức đều do người khác biến nhắc hoặc lãng phí không cần thiết. Người có tính cách của năm Tý thông thường là phóng khoáng, vui vẻ và thích giao thiệp, đôi khi bạn có ý định thăm dò hay thích bới lông tìm vết, nói chung đó là người thích ăn nhậu, tụ tập, có tính tổ chức và nhiệt tình. Theo những tập quán đó, bạn dễ dàng tìm thấy những người tuổi này trong đám tụ tập hoặc liên hoan nhậu nhẹt, họ là những người ham mê chơi bời. Trong quan hệ, những người tuổi Tý đối với bạn hữu rất thân thiết, ta thấy họ nổi lên trong những mối quan hệ xã hội, đôi lúc họ có thiện cảm ưu ái đặc biệt với một số người.
nhưng những người đó không sao cách nghĩa nỗi lập trường và địa vị của họ trong quan hệ đó. Tình yêu của họ là sự nhạy cảm với cuộc sống và ham thích tiền bạc. Người tuổi Tý dễ bị thu hút bởi người tuổi Sửu, họ luôn cảm thấy sức mạnh trong con người tuổi Sửu, có thể nương tựa, hưởng thụ sự hiến dâng trung thành của người tuổi Sửu. Cũng như vậy, người tuổi Tý rất hợp với người tuổi Thìn, họ cũng phát hiện ra sự cảnh giác đáng yêu trong tính cách người tuổi Tỵ, có thể kết hợp liên minh ăn ý cùng họ. Để có được quyền lực, người tuổi Tý cũng có thể tìm đến với người tuổi Thân, họ rất thán phục phương thức làm việc thông minh của người tuổi Thân. Đồng thời người tuổi Thân cũng rất vui khi được kết hợp với người tuổi Tý, đặc biệt khi người tuổi Tý ngoan ngoãn nghe lời và làm theo lời của họ. Đối với người tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Hợi, người tuổi Tý cũng có khả năng kết hợp hài hòa, nhưng đối với người tuổi Ngọ thì người tuổi Tý luôn có những khoảng cách, xung đột lớn, người tuổi Ngọ thường cảm thấy cô lập khi người tuổi Tý thích kết giao bạn bè, từ đó dẫn đến trong quan hệ luôn bị bức xúc, bất định. Đối với người tuổi Tý, cùng kết hôn với người tuổi Dậu thì là một quyết định không sáng suốt. Ảo tưởng tình yêu của người tuổi Dậu là luôn đòi hỏi thực tế hóa đối với người tuổi Tý. Việc kết hôn với người tuổi Mão cũng có rất nhiều vấn đề tồn tại. Tâm tính của những người tuổi Mão khiến cho người tuổi Tý rất vất vả trong tích lũy tài chính và lao động gian khổ. Đầu tiên là tổng quan vận mệnh giai đoạn cuối năm 2023 âm lịch người tuổi Canh Tý 1960. Xem tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch, việc có nhiều cát tinh hậu thuẫn mang tới cho người tuổi Canh Tý vận trình giai đoạn cuối năm khá thuận lợi. Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán có nhiều việc cần phải chuẩn bị và giải quyết, nhưng cũng nhờ đó, con giáp này cho thấy khả năng tổ chức và sắp xếp vấn đề tài tình của mình. Được cả lục hợp và sao Thái Dương che chở, công việc gần như không xảy ra vấn đề nào đáng lo, phong độ của Canh Tý đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành. Bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được. Chẳng những sự nghiệp, tài chính của Canh Tý trong tháng cuối năm Quý Mão này cũng được dự báo sáng vô cùng, dù bạn sẽ phải tiêu tốn kha khá tiền để sắm sửa đồ dùng cho Tết, nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng, bởi thời điểm này các khoản tiền thưởng, tiền lãi đổ về nhiều, túi tiền luôn rủng rỉnh. Về tình cảm, tin vui báo về cho thấy tình cảm hai người sẽ tăng nhiệt nhanh chóng, có lẽ do không khí tươi vui của những ngày cận Tết ảnh hưởng, nên hai bạn lại càng xích lại gần nhau hơn và cùng nhau lên kế hoạch đón Tết ấm cúng. Người độc thân tập trung tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp, có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Phương diện sức khỏe ở mức trung bình, dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Phương diện sự nghiệp từ nay tới Tết 2024. Theo dõi tử vi giai đoạn cuối năm của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tý được dự báo có bước chuyển biến tích cực khá rõ. Hàng loạt các tin xuất hiện trong dịp cuối năm 2023 hỗ trợ bạn có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong giai đoạn cuối cùng của năm Quý Mão này. Cụ thể vận trình tháng chạp của Canh Tý được lục hợp quý nhân tương trợ, bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Vào dịp cuối năm này, nếu bản mệnh kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Thêm Thái Dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để người tuổi này nắm bắt cơ hội củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh, chức tước càng không nên bỏ lỡ thời cơ này. Do đây cũng là khoảng thời gian cận kề Tết Nguyên đán nên bạn sẽ có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý, tuy nhiên, cũng nhờ đó là khả năng linh hoạt, năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề. Không thể thiếu kỹ năng quản lý thời gian hợp lý của Canh Tý được vô diễn, giúp bạn kiểm soát tình hình rất ổn thỏa, đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ, giúp bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao. Cũng bởi thường ngày bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nên khi cần sẽ được giúp đỡ rất tận tình. Phong độ của Canh Tý đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân. Lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được. Nguyệt lệnh lâm quang cũng mang tới cho bạn sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy, để luôn sẵn sàng theo đuổi những nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và va vấp để đối lấy kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Trong dịp cuối năm, bạn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng mềm của bản thân như giao tiếp, nghệ thuật đàm phán. Phương diện tài lộc từ nay tới Tết 2024. Cuối năm 2023 này bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên,
Nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe của mình là điều không nên đâu con giáp tuổi Canh Tí nhé. Nếu có thể nên tìm giải pháp cân bằng hơn bằng việc lên kế hoạch, xác định thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp trong công việc. Điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc tham gia một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng, biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình. Trong công việc chuyên môn, bạn sẽ nhận được thử thách mới khá thú vị, một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của bạn cởi mở, nên bạn sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Phương diện tình cảm, gia đạo. Tử vi từ nay tới Tết âm lịch về phương diện tình duyên cho thấy, giai đoạn này là thời điểm đào hoa nở rộ với cả người độc thân lẫn người đã có đôi. Trong không khí hân hoan đón chờ Tết, lại có một nửa yêu thương bên cạnh, còn gì tuyệt vời hơn phải không? Sau thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, tình cảm lứa đôi sẽ được dịp tăng nhiệt, thăng hoa nhanh chóng, tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Nếu còn điều gì không hài lòng về đối phương, đừng ngừng ngại nói thẳng, nói rõ ra, để cả hai cùng tìm cách giải quyết. Bạn chớ nên để mấy ngày Tết mà vợ chồng vẫn hậm hực nhau, sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của cả nhà. Các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu ngày càng khăng khít hơn, có người may mắn còn nhận được sự chấp thuận của đối phương, và thế là có người để dẫn về ra mắt người lớn ngay trong dịp Tết này. Nhân duyên cũng đang rộng mở với người độc thân, tuy nhiên, có vẻ như thời gian này bạn đang tập trung phần lớn tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp, cơ hội đến như bạn khá rừng rưng hoặc không đủ nghiêm túc để lâu dài, nên có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của bản mệnh cuối năm 2023 này không thực sự như ý, thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da, bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng đợi khát mới uống. Ngoài ra, thời tiết này rất cần cấp ẩm cho da, nên thường xuyên sử dụng dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể, đừng quên chống nắng, cho dù có những ngày râm mát khiến bạn chủ quan, nghĩ rằng không cần thiết. Có dấu hiệu của làm việc quá sức, vì khi bạn tập trung dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được, hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để kiệt sức bạn nhé. Nhị hắc nhập cung Đông Nam, nhắc nhở người mệnh này cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, điềm báo phong thủy hàng ngày cho thấy. Sức khỏe của mệnh chủ không được tốt cho lắm, có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Canh Tí 1960, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết, được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới, theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt, thì sẽ giúp tăng tài khí. May mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Mậu Tuất nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Mậu Tuất. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Mậu Tuất nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Canh Tí trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Thân 1956, khá, Mậu Thân 1968, khá, Nhâm Thân 1992, khá, Canh Tí 1960, khá, Kỷ Sửu 1949, khá, Mậu Tí 1948, khá, Ất Tỵ 1965, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Canh Thân 1980, khá, Ất Hợi 1995, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Canh Tí trong năm Giáp Thìn 2024 là
Quý Sửu 1973, xấu, Quý Dậu 1993, xấu, Nhâm Ngọ 2002, xấu, Canh Tuất 1970, xấu, Nhâm Thìn 1952, xấu, Tân Mão 1951, xấu, Ất Dậu 1945, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Bính Tý 1996, xấu. Bản mệnh Canh Tý nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà,
hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Trong năm 2024 sắp tới, quý cô bác anh chị tuổi Canh Tý 1960 cũng sẽ gặp khá nhiều vận hạn năm. Quý cô bác anh chị nên biết trước và làm thế nào để hóa giải, biến hung thành cát để có một năm thuận lợi và hanh thông. Xin mời đón xem. Đối với nam mạng tuổi Canh Tý, nam chủ sinh năm 1960, gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh và vào năm Giáp Thìn trong bảng sao hạn năm 2024. Thổ Tú là chồng sao hung tinh trong cửu diệu niên hạn, chủ về tai họa bất ngờ, không đề phòng dễ bị tiểu nhân hãm hại. Nam mạng tuổi Tý là người có lòng tốt, nhưng nên cẩn thận với kẻ mưu kế đa đoan, làm việc gì cũng phải tính đường lui cho bản thân, không nên phó thác niềm tin cho những người không đáng tin cậy. Nếu gặp chuyện tai tiếng, thị phi, bản mệnh cần giữ thái độ bình tĩnh, giải quyết vấn đề bằng vốn sống và kinh nghiệm dày dặn của mình, tránh nghe những lời bàn tán bên ngoài mà buồn bực, lo lắng. Vận hạn mà nam mạng tuổi Canh Tý phải đối mặt trong năm Giáp Thìn là hạn ngũ mộ, tiểu hạn chủ về hao tốn tiền của, hạn ngũ mộ có thể gây ảnh hưởng tới tài chính cá nhân. Nếu mệnh chủ sinh năm 1960 tiêu xài phung phí, để giảm tác động xấu do vận hạn mang lại, bản mệnh nên quản lý chi tiêu, chuẩn bị các khoản dự trù trước, hạn chế cho người không đáng tin vay mượn tiền bạc. Bên cạnh đó, nên dành thời gian đi làm từ thiện, phát tâm công đức giọt dầu. Đối với nữ mạng tuổi Canh Tý, trong năm 2024 Giáp Thìn, nữ mạng tuổi Canh Tý 1960 gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, đây là chòm sao hung tinh chủ về tai tiếng, thị phi, với những người cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, sự ảnh hưởng của sao Vân Hớn không nhiều, tuy nhiên, với những người tính tình nóng nảy, bột trột, rất dễ xảy ra mâu thuẫn, đó là lý do vì sao nữ tuổi Canh Tý nên giữ thái độ điềm tĩnh khi giải quyết vấn đề. Ngoài ra trong năm này, mệnh chủ có thể sẽ gặp phải kẻ tiểu nhân bịa đặt điều xấu gây ảnh hưởng danh tiếng, Canh Tý nữ mạng nên thận trọng hơn với những người có tính tọc mạch hay xen vào chuyện của người khác. Nữ mạng tuổi Canh Tý gặp vận hạn ngũ mộ trong năm Giáp Thìn, đây là vận hạ chủ về hao tốn tiền của, tài lộc, nếu muốn giảm tác động xấu của hạn ngũ mộ trên phương diện tài chính, bản mệnh cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài phung phí, có cơ hội nên tích đức hành thiện nhiều hơn, mở rộng tấm lòng bao dung, nhân đạo của mình. Hóa giải sao hạn, cách tốt nhất để tăng phước báo, giảm nghiệp báo là hành tích đức, thay đổi những thói quen xấu, sống lành mạnh, gieo duyên lành cho đời. Như vậy khi gặp hoạn nạn, chính những phút báo tích được từ quá khứ sẽ cải vận, giúp nữ Canh Tý 1960 được an bình. Bên cạnh đó, năm 2024 mệnh chủ có thể thực hiện nghi lễ cúng giải hạn sao Vân Hớn tại gia hoặc nơi đền chùa linh thiêng. Chọn thời gian đầu năm là thích hợp nhất, chuẩn bị lễ vật tùy tâm, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính. Trong năm 2024 Giáp Thìn, người tuổi Tý có thể sử dụng vật phẩm phong thủy cầu may mắn và bình an như mặc Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Nữ mạng Canh Tý được Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hộ mệnh, người có năng lực nghìn mắt nghìn tay soi thấu sự đời nhân gian. Đeo mặt Phật bản mệnh bên người, mệnh chủ sẽ được soi đường chỉ lối, giữ tâm thanh tịnh trước khó khăn, sóng gió. Nữ tuổi Tý 1960 mệnh thổ, tương sinh với mặt Phật bản mệnh đá mã não đỏ, tương hợp với mặt Phật bản mệnh đá mắt hổ vàng nâu. Dự đoán tử vi 12 tháng trong năm 2024 của tuổi Canh Tý. Tháng 1 âm lịch. Bước vào tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi Canh Tý đã gặp nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp cũng như làm ăn. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết, hợp tác với đồng nghiệp, đối tác để đôi bên cùng phát triển. Quan hệ vợ chồng ngọt ngào gắn kết, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới, hai người luôn chủ động giúp đỡ nhau trong mọi công việc và tìm thời gian rảnh để hâm nóng cảm xúc lứa đôi. Tháng 2 âm lịch.
người tuổi Canh Tý sẽ phải trải qua một tháng khá vất vả, công việc bộn bề khiến con giáp này không có thời gian mà nghỉ ngơi. Nhưng bù lại, thì càng cố gắng bao nhiêu, bạn sẽ càng gặt hái được thành công lớn lao bấy nhiêu. Tháng 2 có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá, vì vậy mà bản mệnh cũng nên cẩn thận hơn trong cách hành xử, chớ nên nóng nảy. Đắc tội với người khác, hãy nhớ rằng mọi việc đều có thể trao đổi bằng lời nói khi đôi bên đều có thiện chí lắng nghe. Tháng 3 âm lịch. Tháng 3 không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này hợp tác, đầu tư, cho dù là với bạn bè hoặc những người thân thiết. Ngược lại, càng là người quen thì bạn càng cần phải tính toán kỹ lưỡng, minh bạch để tránh phải những tổn thất trong tương lai. Phương diện tình cảm, nhìn chung ổn định, bạn nên tâm sự với nửa kia nhiều hơn để được nhẹ nhõm và tháo gỡ những khúc mắc kịp thời. Với người đầu tư, bạn nên tích cực tham gia những buổi gặp gỡ nếu muốn nhanh tìm thấy nửa kia. Tháng 4 âm lịch. Tình hình tài chính của người tuổi Canh Tý tăng trưởng vững vàng trong tháng 4 này, bạn tập trung nghiêm túc cho công việc, nên đạt được những thành tích xuất sắc khiến lãnh đạo tin tưởng và sẵn sàng dành cho phần thưởng xứng đáng. Chuyện làm ăn kinh doanh có nhiều khởi sắc khi bản mệnh nắm được biến động của thị trường và chủ động khi đứng trước các cơ hội. Không cần phải đợi lời khuyên của bất cứ ai, tiền bạc sẽ tự động đổ về túi bản mệnh nhanh chóng. Tháng 5 âm lịch. Tháng 5 này là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, bạn sẽ gặp được nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, khiến mọi việc tiến triển suôn sẻ, đồng tiền đổ về túi cũng dư giả hơn hẳn mọi người xung quanh. Phương diện tình cảm, có những tiến triển tích cực khi mối quan hệ giữa bạn và người ấy ấm lên nhanh chóng. Nếu thời cơ đã chín muồi, bạn nên bày tỏ tình cảm để hai người đi tới một mối quan hệ thân mật hơn. Tháng 6 âm lịch. Người tuổi Canh Tý phải trải qua tháng 6 khá vất vả khi các kế hoạch liên tiếp gặp trục trặc. Tuy nhiên, con giáp này không cần phải quá lo lắng vì xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Phương diện tài lộc, không có biến chuyển nào quá rõ rệt, bạn cần tiếp tục kiên trì với các kế hoạch của mình, đồng thời nêu rõ tình hình thực tế của bản thân để không vội vàng chạy theo xu thế của thị trường, gây hao tổn không đáng có. Tháng 7 âm lịch. Bản mệnh cần phải chú ý đến nguy cơ kẻ xấu ghen ghét, hãm hại mình trong tháng 7 này, làm việc gì. Bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng, đặc biệt chớ nghe theo lời bàn ra tán vào hoặc xúi giục của những kẻ không đáng tin cậy. Trong gia đình, vợ chồng cũng gặp phải một vài mâu thuẫn nhỏ nhặt, bạn cần kiềm chế tính nóng này. Để tránh chuyện bé xé ra to, hai người nên bình tĩnh để trò chuyện và trao đổi với nhau những quan điểm bất đồng. Tháng 8 âm lịch. Người tuổi Canh Tý gặp được một vài cơ hội trong thời gian này, song bạn phải chủ động nắm bắt, nếu không cơ may sẽ rơi vào tay người khác. Hãy tin tưởng vào bản thân, rồi bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Với người tham gia thi cử tuyển chọn, bạn cần tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình để tự tin bước chân vào các kỳ thi. Sự tự tin vào vốn kiến thức sẵn có sẽ là điều gây ấn tượng sâu sắc với các nhà lãnh đạo tuyển dụng. Tháng 9 âm lịch. Con giáp này phải đối diện với khá nhiều áp lực trong tháng 9 năm 2024, nhưng xét trên phương diện tích cực, bạn sẽ tìm thấy động lực để tiến lên phía trước, thậm chí tìm ra được điểm mạnh của mình và có hướng phát triển trong tương lai. Phương diện tình cảm không có nhiều biến động, bạn không có nhiều thời gian dành cho gia đình, những khi quá mệt mỏi, bạn nên tâm sự với người thân nhiều hơn, như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời có động lực tiếp tục cố gắng. Tháng 10 âm lịch. Tháng 10 năm 2024, tình hình tài chính của người tuổi Canh Tý có những bước phát triển đáng kể. Các khoản đầu tư của bạn dần đem lại lợi nhuận, bạn có thể có thoải mái chi tiêu mà không phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo nên nhận được nhiều cơ hội giúp khẳng định vị thế. Hãy tự tin và sẵn sàng nhận nhiệm vụ, bạn sẽ ghi điểm trong mắt tất cả mọi người. Tháng 11 âm lịch. Tháng 11 là một trong những thời điểm bứt phá của người tuổi Canh Tý. Bằng kinh nghiệm và tri thức của mình, bản mệnh có thể chạm tay tới cái đích mình đặt ra từ trước. Tất nhiên, để gặt hái thành công, bạn không khỏi phải hy sinh thời gian của mình. Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, dù có bận rộn đến mấy, cũng chớ nên bỏ bữa hoặc làm việc quá sức. Với người lớn tuổi, hãy làm những việc vừa sức của mình, nếu không dễ để lại hậu quả, tốn tiền chạy chữa. Tháng 12 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm, vận trình tài lộc của người tuổi Canh Tý có những điểm sáng đáng kể. Người làm công ăn lương nhận được nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí có người được tăng lương. Người làm ăn buôn bán có một túi tiền rủng rỉnh vì các đơn hàng, hợp đồng tấp nập. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng, dù bận rộn nhưng bạn và người ấy luôn dành thời gian để ở bên nhau, trao đổi và tâm sự với nhau mọi chuyện.
hai người như được tiếp thêm động lực khi nghĩ về đối phương. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.